Tôi đang có mặt ở coi là chỗ này gọi là cầu gì nhỉ? Tonegawa. Sông này là sông Tonegawa. Đây là sông Tonegawa 1 trong 3 sông dài. Sông 1 trong 3 con sông dài nhất coi như Nhật Bản, nhưng mà chúng tôi đang thấy một hiện tượng. Một hiện tượng vô cùng lạ. Rất nhiều cá đang dồn về đây. Không biết là có chuyện gì xảy ra. Đi về nhỉ? Nhiều con đã bị chết do chèn ép quá nhiều. Không thể hiểu đây là có chuyện gì đang xảy ra ở đây. Quá nhiều cá. Không thể hiểu nổi. Sao vậy nhỉ? Đây có một hiện tượng vô cùng lạ đang xảy ra ở sông Tonegawa. Bao nhiêu con này? Bao nhiêu này? Ồ, một con này phải nặng tầm hơn chục cân. Có cái chuyện gì nhỉ? Chúng tôi không thể hiểu nổi. Hình như ngày tận thế của những con cá đang tới sao ấy. Sao nhỉ? Hay là nước bị ô nhiễm này? Kiểu gì ấy nhỉ? Em nghĩ đó. Anh bảo giống như giống như kiểu thiếu oxy ấy nhảy lên hay cái thứ gì đó, nước ô nhiễm quá ấy. Không phải, nhưng mà tại sao tất cả mọi con lại dồn hết vào góc này? Thì chắc là góc này còn thở được hay sao ấy. Ở bên kia nước rất là rộng, sao không bơi ra? Không thể hiểu nổi hiện tượng gì xảy ra. Nó nhảy mà một con sông hoàn toàn bình thường, không có người đánh bắt, không có mức đến mức độ ô nhiễm như thế nào, chúng tôi không thể hiểu. Mà ở Nhật thì biết rồi đấy. Ở Nhật thì nước rất là sạch đúng không ạ? Anh nghĩ một con này bao nhiêu cân? Một con này anh nghĩ là khoảng 7-8 cân đến hơn 10 cân tùy con. Nó nhảy chưa? Xuống thêm một tí nữa để xem con cá nó có nhảy lên đến điện thoại tôi không nhá. Không hiểu nổi. Cá biểu tình. Vấn đề gì nhỉ?